Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với mọi người cái cảm biến ECT hay còn gọi là cái cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Thì cấu tạo của cảm biến nhiệt độ nó là một con điện trở nhiệt biến đổi và một phần thân truyền nhiệt. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát nó có hai loại, một loại điện trở đơn dùng hai đầu dây và một loại điện trở kép dùng ba đầu dây có trên những dòng xe SCR và S nhập. Thì đây là cái cấu tạo ở bên trong cảm biến nhiệt độ nó là mát. Ở phần đầu dưới này thì nó là con điện trở nhiệt. Đây này. Ở đây là cái thân đồng, là cái lõi đồng để truyền nhiệt. Thì bên này như anh em nhìn thấy đây. Ở đây là cái sơ đồ của con điện trở kép dùng 3 đầu dây. Thì nó chỉ khác với cả cái điện trở đơn 2 đầu dây là trong này nó có thêm một con điện trở nhiệt. Thêm một con điện trở và nó gửi và nó đưa ra một đầu dây tín hiệu về trên mặt đồng hồ để báo cái dung dịch nước làm mát. Đấy là cái phần cấu tạo về phần nhiệm vụ của cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Thì cái cảm biến này nó được bố trí ở đường nước về hoặc cái đường dầu hồi dầu của động cơ và nó chuyển thành cái tín hiệu điện áp gửi về cho con e xem. Đấy là phần nhiệm vụ. Về phần nguyên lý làm việc của cảm biến nhiệt độ, khi nhiệt độ động cơ thay đổi thì làm cho giá trị điện trở thay đổi, và giá trị điện trở thay đổi thì nó cũng làm cái điện áp thay đổi và nó gửi cái tín hiệu về cho con ECM. Và khi mà con ECM lúc này nó nhận được cái tín hiệu điện áp gửi về thì ECM nó sẽ điều khiển cái thời gian đánh lửa, điều khiển cái thời gian phun xăng theo nhiệt độ động cơ và điều khiển cái van ICV nó làm việc. Và khi nhiệt độ động cơ lạnh thì cái giá trị điện trở nó tăng và cái giá trị điện áp nó cũng tăng theo, và khi nhiệt độ động cơ nóng thì cái giá trị điện trở giảm và cái điện áp nó cũng giảm và nó biến đổi theo cái tỷ lệ nghịch. Còn đây là cái sơ đồ cái mạch làm việc, cái mạch tín hiệu của cảm biến ECT nó gửi về cho ECM. Thì cái con cảm biến này nó chỉ có hai đầu dây, một cái dây tín hiệu và một cái dây mát. Thì đây là cái mã lỗi của cảm biến ECT. Cái dòng Honda thì nó báo lỗi số 7, còn của Yamaha mình nhớ không nhầm là báo lỗi số 22. Thì đấy là cái nguyên lý làm việc của cảm biến nhiệt độ. Còn phần đo và kiểm tra cái mạch tín hiệu điện áp ECM cấp và mạch cái tín hiệu điện áp từ cảm biến nó gửi về thì rất là dễ. Thì trước tiên để đo được cái mạch cảm biến này thì anh em ta chọn đồng hồ thang đo điện áp 20 dB, tắt khóa điện và rút cái rắc cảm biến nhiệt độ nước làm mát này ra. Một đầu que đỏ của đồng hồ ta ghi vào rắc của cảm biến và một đầu que đen ta ghi vào mát của cảm biến hoặc ghi ra mát sườn. Và bật khóa điện thì cái giải điện áp lúc này từ ECM, con ECM này nó cấp ra cho cảm biến thì nó phải nằm ở trong cái khoảng điện áp, trong cái giải điện áp là 4,75 đến 5,25 V, thì cái tín hiệu điện áp này nó mới tốt. Mà khi anh em đo tại chân này mà nó không có tín hiệu điện áp thì anh em chuyển đo tại chân IC tại đây. Nếu mà đo tại đây có thì chứng tỏ là cái mạch dây dẫn, cái mạch tín hiệu từ đây nó cấp ra cho cảm biến nó bị hỏng, thì anh em phải tiến hành kiểm tra và sửa chữa. Đấy là cách đo mạch tín hiệu điện áp của ECM nó cấp ra cho cảm biến. Còn để kiểm tra được cái tín hiệu điện áp từ con cảm biến này gửi về cho ECM thì lúc này anh em phải ghim cái rắc cảm biến nhiệt độ này lại, và cái thang đo đồng hồ anh em cũng chọn thang đo điện áp 20 dB, mở khóa điện đo tại chân cảm biến. Lúc này khi mà nhiệt độ động cơ lạnh cũng là khi xe mà chưa nổ máy thì ta đo tại chân này thì cái điện áp nó phải nằm ở trong khoảng 2,4 đến 2,8 V. Đấy là khi mà động cơ lạnh. Còn khi động cơ nổ nóng máy tầm khoảng 15-20 phút trên 70 đến 80 độ thì đo tại chân này thì cái giá trị điện áp nó phải giảm tầm khoảng dưới 1 V, nó nằm trong khoảng 0,6 đến 0,8 V, thì cái giá trị điện áp của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát này gửi về cho con ECM là tốt. Đó là cách kiểm tra mạch tín hiệu điện áp và của cái con cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Còn cái giá trị điện trở cảm biến nhiệt độ này thì anh em chỉ đo tham khảo. Để đo được cái giá trị của con cảm biến nhiệt độ nước làm mát này thì anh em ta chọn đồng hồ thang đo ôm, chọn đồng hồ thang đo
20 cao ôm thì giúp cái giác cảm biến nhiệt độ ra anh em đo tại chân. Tại chân cảm biến này thì khi nhiệt độ động cơ lạnh thì cái tiêu chuẩn của nó nằm ở trong khoảng 1,4 đến 1,8 kiloohm, và khi động cơ nổ nóng máy thì nó nằm ở 0,1 đến 0,2 kiloohm. Thì cũng có những đời xe cái giá trị điện trở nó cao hơn, nó nằm từ 2 kg đến 2 kg 7. Thì cái này anh em cũng chỉ có tham khảo. Thì hôm nay mình xin được kết thúc cái bài chia sẻ về cái cảm biến nhiệt độ động cơ tại đây, và xin cảm ơn anh em. Và hẹn anh em tại những cái video tiếp theo. Và nếu anh em mà cảm thấy cái video nó có ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn và nhớ luôn nút thông báo để nhận những video mới nhất. Xin chào anh em và hẹn gặp lại.